Đây, cái này gọi là đột mòi, nhiều nơi gọi là đột ngàm, đột mang giá đấy. Đây là khóc đột. Con ống phim mình chưa lắp sẵn lâu này. Đây là ghép nó vào cái sản phẩm ôm một ống khác. Thời gian đột rất nhanh, tiết kiệm thời gian.